Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi mở 200 rương quán rượu huyền thoại để xem chúng ta có thể lấy được những gì từ trong cái quán rượu này nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Rock F2P thì các bạn có thể cho mình một nút like và đăng ký kênh. Ở đây mình sẽ cập nhật tất cả những thông tin và những thứ hay ho về tựa game chiến thuật này. Đầu tiên thì quán rượu huyền thoại là gì? Quán rượu huyền thoại là một sự kiện sẽ được diễn ra trong tựa game Dry Kingdom ở những kỳ KVK chinh phạt. Sau khi các bạn vào map KVK chinh phạt khoảng 4-5 ngày gì đó thì quán rượu này sẽ mở. Chính vì vậy nên là khi nếu mà những ai mà mới bước vào KVK chinh phạt hay các bạn không thấy event này luôn thì cũng đừng quá bất ngờ. Về cách chơi của event này, đó là các bạn sẽ mở cái rương quán rượu huyền thoại bằng chìa. Ở đây chúng ta sẽ có một vật phẩm mới người ta gọi là chìa thần hiệu hoặc là đá quý để mở rương, nhưng mà mình nghĩ rằng đá quý thì có lẽ chỉ dùng cho bot thôi, mà thậm chí kể cả bot đi mình nghĩ cũng phải bot rất là bự thì mới chơi cái event này. Và cứ 10 lần mở rương thì sẽ đảm bảo có một chỉ huy huyền thoại hoặc tượng chỉ huy huyền thoại. Và trong thời gian diễn ra sự kiện này, nó kéo dài khoảng 50 ngày trong cái kỳ KOK chinh phạt ấy, thì nếu các bạn mở được 200 rương thì các bạn sẽ được chọn một phần thưởng. Và phần thưởng đó là gì? Các bạn có thể ấn vào cái rương ở đây, đó là các bạn sẽ được chọn một trong những phần thưởng là những vị tướng dưới đây. Đó là tất cả những vị tướng có từ trong vòng quay và đua thống đốc ở kỳ KVK chinh phạt. Mới nhất hiện tại là chúng ta đã đi đến là Nebu. Các bạn có thể thấy là hiện tại chúng ta vẫn chưa có Pakkan, chưa có Treo. Và hai vị tướng cung mới là Gigamet và Almanitori thì vẫn chưa có trong đây. Thì có nhiều bạn hiểu nhầm là chúng ta chỉ được chọn một tượng, nhưng không phải nha. Ở đây các bạn sẽ được chọn nguyên một vị tướng. Và có lẽ với cái dàn tướng mà vòng quay kết hợp với thống đốc như này thì mình nghĩ rằng lựa chọn tốt nhất của các bạn ấy là các bạn sẽ chọn những cái vị tướng mà đua thống đốc nha. Tại vì vòng quay ấy thì không sớm thì muộn các bạn cũng quay được thôi. Nhưng mà thống đốc thì có thể các bạn sẽ không được vào cái top cao ấy, thì các bạn sẽ không lấy được tượng để triệu hồi. Ví dụ như mình có thể kể đến là Nebu, Zenobia. Nhưng mà sẽ phù hợp với những người là Kidep hơn. Nebu thì các bạn có thể đánh đồng. Còn đối với những vị tướng cũng rất là ngon khác, ví dụ là Quan Vũ đi, thì mình nghĩ là các bạn cũng không nên lấy Quan Vũ từ cái event này, bởi vì các bạn có thể quay vòng quay được. À, và bây giờ mình mới nhớ ra đó là trong cái bảng này chúng ta vẫn bị thiếu mất hai vị tướng kỵ, đó là Hạng Vũ và Zawiga. Như vậy là hiện tại là chúng ta đang bị thiếu 6 vị tướng mới nhất ở trong tựa game này. Quay trở lại cái lưu ý khi chơi event này, đó là nếu như mà các bạn mà mở được những vị tướng mà các bạn đã tinh thông, tức là các bạn đã lên chuyên môn, đã mắc vị tướng đó rồi ấy, thì cái vị tướng đó, cái tượng đó sẽ được đổi thành ấn huyền thoại và có thể lấy cái điểm ấn huyền thoại này để đổi vật phẩm ở trong cửa hàng. Thì đây là cái ấn huyền thoại đây. Thì cứ một tượng mà các bạn bị trùng thì các bạn sẽ được 50 ấn nha. Ở đây thì có rất là nhiều vật phẩm mà chúng ta có thể đổi, như là chọc vàng nè, chìa khóa thần hiệu để chúng ta tiếp tục mở, tăng tốc 3 giờ, sao vàng, tăng tốc 60 phút và sách kiến thức và nguyên liệu. Nhưng mà mình nghĩ rằng đa số anh em là sẽ chọn cái tượng chỉ huy huyền thoại này thôi. Còn cái chìa khóa thần hiệu này thì có lẽ là anh em nào mà bị thiếu mất một ít chìa để mở đủ 200 hòm ấy thì có thể đổi. Chứ mình nghĩ là cũng không cần thiết. Cái chọc vàng này rõ ràng là có cái hiệu quả hơn rất là nhiều. Còn về cách để kiếm được cái chìa khóa thần hiệu ấy thì các bạn, thứ nhất là các bạn có thể đổi ngay trong shop thần hiệu này. Thứ hai là các bạn có thể mua ở trong shop VIP trong game. Thì ở trong shop VIP trong game ấy thì cái chìa khóa thần hiệu được bán khá là sớm, ở những cấp VIP khá là sớm. Mình không biết cụ thể là cấp VIP mấy, bởi vì khi mà cái sự kiện này ra thì mình đã VIP 15 rồi. Đây các bạn có thể mua là 40 chìa mỗi tuần với cái mức giá là 600 game. Như vậy là trong suốt kỳ KVK chinh phạt ấy, kéo dài 50 ngày thì nó sẽ tương đương với khoảng 7 tuần, là các bạn có thể mua được tối đa là khoảng 7 đến 8 lần, là dư sức để cho các bạn mở được 200 rương nha. Nhưng mà dưới góc nhìn của một người chơi nạp ít hoặc là những bạn mà không nạp tiền ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn không nên mua từ trong này nha. Có rất là nhiều lựa chọn khác ngon hơn ở trong shop VIP. Điển hình nhất là cùng cái mức giá 600 game này thì các bạn sẽ có cái nguyên liệu tím. Nó sẽ là một lựa chọn ngon hơn rất là nhiều để các bạn mua hàng tuần. Một cách khác là các bạn có thể kiếm được chìa khóa thần hiệu ấy là trong những cái event mà theo quốc gia ấy, là các bạn có thể đào tài nguyên này, rồi đánh man rợ, xài AP, mua đồ trong cửa hàng thần bí để các bạn đổi ấy, thì các bạn có thể đổi cái chìa khóa thần hiệu này nha. Và cuối cùng là các bạn có thể mua cái gói chiến binh huyền thoại ở trong cái gói giá trị này. Khi các bạn mua lên thì nó cũng tăng theo cấp thôi, giống như các gói khác. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy là mốc 5 đô, 4.99 đô đi, thì các bạn sẽ được hai chìa khóa thần hiệu, khá là ít đối với một người chơi như mình. Nói chung là cái gói này thì nó hơi đắt đỏ, anh em nào mà có điều kiện thì nạp cũng được. Còn đối với những người chơi mà nạp ít thì mình không khuyến khích nhé. Thì số lượng mà chìa khóa thần hiệu ấy các bạn có thể để dành từ mùa này qua mùa khác.
để khi nào mà các bạn mở đủ 200 rương thì các bạn hãy mở. Ví dụ như ở đây là mình đi, mình đã mở được cái này là 46 rương. Cứ mỗi lần các bạn sẽ được mở một rương miễn phí và sẽ được reset vào 0 giờ UTC, tức là 7 giờ sáng giờ Việt Nam. Và tối đa các bạn chỉ có thể mở được 2.000 rương một ngày. Và mình thật sự mình không biết rằng có một cái ông bot nào mà chơi 2.000 rương một ngày cái event này không. Ở đây có một cái lưu ý nữa là khi sự kiện kết thúc, ấn huyền thoại và chìa khóa thần hiệu chưa sử dụng sẽ được lưu giữ để sử dụng trong lần sự kiện tiếp theo. Tức là các bạn hoàn toàn có thể giữ lại cái chìa khóa này để khi nào đủ 200 lần thì thôi, và các bạn cũng hoàn toàn có thể giữ lại cái điểm ấn thần hiệu này. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào mở rương thôi. Mình sẽ mở lên 50 trước đi, sau đó mình sẽ mở 10 cái một lần. Một tượng Edward khá là may mắn. Một tượng Jisun Shin. Có vẻ như là hôm nay thì rốc tay thối của các bạn đã biến mất rồi, khi mà mình mở hai chìa liên tục đều ra được tượng tướng hết. 5 triệu lúa cũng không phải là quá tệ. Một tượng Nebu. What the hell. Thật sự thì có lẽ là hôm nay tay của mình khá là đỏ các bạn, mình mở 4 chìa thì được 3 tượng. Tuy là chưa có được vị tướng nguyên nào nhưng mình thấy là mở như vậy cũng không phải là quá tệ nha. Các bạn có thể check tỷ lệ mở ở trong này. Và mình có thể khẳng định với các bạn luôn đó là tỷ lệ ra tượng tướng trong cái event này rất là thấp. Các bạn có thể thấy là những vị tướng này tỷ lệ của họ chỉ là 0.0 bao nhiêu đó phần trăm thôi, rất là thấp. Đa số thì các bạn mở sẽ rất là hay được nguyên liệu với tăng tốc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi mở nốt 150 lần còn lại thôi. Ramset, như vậy là khi mà Ramset là vị tướng mình đã mắc rồi ấy, thì Ramset sẽ được quy đổi sang 50 cái ấn thần hiệu. Ok. Khan. Này là tướng nào ta? Mình chưa nhận ra được. Này là Takeda, cái này không biết là có phải Haran không nhỉ? Sao nhìn mặt buồn cười thế nhỉ? Anh em nào xem video có thể giải ngố cho mình nhé. À, William ạ, đây là tượng William. Nhìn không có giống ở trong game tí nào luôn đấy. Mở chìa tiếp theo. Một vị tướng nguyên. Takeda Shingen. Như vậy thì khi mình mở được Takeda thì Takeda trong game mình đã triệu hồi rồi. Nên là mình sẽ nhận được 10 tượng cam ở trong game. Khá là ngon nha các bạn. 10 tượng cam rất là ngon luôn chứ không phải là khá nữa. Hôm nay chúng ta sẽ có một người chơi là rốc tay đỏ rồi. Có săn tin thì mình 5511 rồi, mình có thêm tượng mình cũng không cần đâu. 3 tượng Alex. Những ai mà chơi cái event này thì các bạn có thể xác nhận giúp mình đó là liệu có phải là cái tượng Alex trong game này các bạn mở ra rất là nhiều không? Rất là nhiều sách kinh nghiệm và tài nguyên. Tommy Reed. Thêm một vị tướng nguyên nữa rất là ngon các bạn. Thêm một vị tướng nguyên nữa. Nhưng mà có một điểm dở ở cái event này ấy, mà mình cũng nghĩ là nhiều người không thích đâu. Đó là các bạn sẽ nhận được những vị tướng này hoàn toàn ngẫu nhiên. Nó tức là chỉ có khi mà các bạn đạt cái mốc 200 ấy, các bạn mới có thể lựa chọn thôi. Còn đây nó sẽ cho các bạn những vị tướng, ví dụ như Khan và Edward đi, là hai vị tướng mà mình không chơi. Thì việc cho hai cái tượng này thật sự là mình cũng không cần thiết lắm. Thậm chí đổi qua ấn thần hiệu ấy, mình sẽ thích hơn rất là nhiều. Saladin, tiếp tục là Edward. Artemisia, Nebu, Jisun Shin. Nhìn chung thì cái event này hiện tại mình đang chơi là free 100%. Mình không có bỏ một kem hay là một cái đồng tiền nào vào cái event này hết ấy. Nhờ mình mở ra những cái tượng này hoàn toàn miễn phí. Như vậy là nó cũng không phải là một cái gì đó quá tệ. Thậm chí mình còn thấy nó ngon đấy. Tại vì không phải bỏ tiền mà các bạn vẫn có được mà. Hai tượng Khan, một tượng Thidora, một tượng William. Quan Vũ thì mình đã mắc rồi. Tượng Chandra.
Tiếp tục là một tượng Ramses, tượng Theodora. Thật sự nếu mà cho những cái tượng Theodora thì như mình là mình cũng không có dùng đến thì có cũng hơi lãng phí. Nếu mà game sau này nó có cho đổi những cái tượng này qua thần hiệu thì tốt quá. Nebu, Takeda, Artemisia, Edward. Chandragupta. Wow. Như vậy là mình đã mở khóa được Chandragupta các bạn. Gần như là trong một lần chơi mà mình đã mở khóa được gần như tất cả các vị tướng chinh phạt có trong game rồi. Alex, Constantine. Như vậy nếu như mà mình được nhận xét thì có vẻ như là cái tỷ lệ ra tướng khá là cao đấy. Nãy giờ mình mở được 3 vị tướng nguyên rồi. Tiếp tục vào Ramses và Tom Mirit. 10 chiều cuối cùng. Leonidas, Jisun Shin và Nebu. Ok, như vậy là mình đã vừa mở xong 200 chìa thần hiệu ở trong game. Ở đây là có một gói viết nên lịch sử luôn do mình đã triệu hồi được ở Chandragupta, một cái gói mà mình đánh giá là ngon nhất trong game. Như vậy thì với 200 chìa thì mình đã triệu hồi được 3 vị tướng nguyên ở trong game. Và thêm một vị tướng từ cái rương 200 này nữa, tức là tổng cộng mình đã lấy được 4 vị tướng chinh phạt thông qua 200 cái chìa thần hiệu. Trong cái việc mà 40 mấy rương đầu tiên ấy mình mở hàng ngày ấy, thì không có một lần nào mình mở được một tướng nguyên nha, mà chỉ nãy giờ mình mở 150 rương ấy thì mình lấy được 4 vị tướng nguyên, thì mình sẽ coi như là mình mở 4 thì mình sẽ coi như là mình mở 200 rương và mình lấy được 4 vị tướng chinh phạt. Như vậy đây hoàn toàn là một event không phải là quá tệ, nhất là hôm nay chúng ta đang có event không chỉ là đá quý nữa. Nếu các bạn là một người chơi mà chuẩn bị coi cây chinh phạt ấy và đang thiếu tướng thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo thử cái event này để chơi. Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video sau.